đang trơ xương cùng tuế nguyệt. Nó không có thẳng mà nó cứ quay lên rồi nó cua lại. Đây là ngày 14 âm lịch, xuống lá mai xoắn. Nó đi lên rồi nó quay lại đây. Ngón nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư vô. 2020.